Chào mừng các bạn quay trở lại kênh. Chúng ta đang giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần tiếp theo. Ở các phần trước thì chúng ta còn sót câu số 30. Chọn từ cái mà ngược nghĩa, ngược trong nghĩa với cái từ gạch dưới. Chúng ta lưu ý ha. Chúng ta phải đọc yêu cầu của bài. Nhiều khi các bạn chọn cùng nghĩa là sai nha. Basically, cơ bản là mọi thứ thì giống nhau. Tuy nhiên, có lẽ có một vài cái sự thay đổi minor cho cái thời khóa biểu. Chữ minor ngược nghĩa với chữ major ha. Minor là nhỏ, major là lớn. Rồi, trong trường hợp này là nhỏ nè. Bây giờ mình chọn từ lớn. Rồi, big đây là lớn. Big là opposite với từ minor. Nếu như các bạn không biết từ minor nghĩa là gì thì trời khó làm cái bài này ha. Thì chúng ta phải sử dụng từ điển. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần ba la mã. Hãy đặt nè cái hình thức đúng của động từ trong ngoặc một điểm. Mỗi câu chúng ta được 0.2. Là người ta yêu cầu chúng ta chia thì mùa hè gì đó mùa xuân mỗi năm. Mùa hè theo sao ha. Mùa xuân mỗi năm. Thì các bạn thấy đây là một chân lý đúng ha. Đây chính là một chân lý đúng. Lúc nào nó cũng vậy. Vậy chúng ta sẽ chia thì hiện tại cho cái vị trí này. Thì hiện tại thì thêm S hoặc ES hoặc là giữ nguyên động từ. Bây giờ sum M là số X nên chúng ta thêm S. Quy tắc về thêm S hoặc ES thì đã trình bày trong kênh. Các bạn theo dõi. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Would you mind me clean this mess? Thì trong cái đề này ha, chúng ta đã gặp cái chữ là mind. Would you mind? If you mind, do you mind? Thì cứ mind là các bạn cứ cộng word in vô là đúng nha. Cứ mind là cộng word in. Rồi, bây giờ qua câu số 3. If I gì đó you, I take some rest before the exam tomorrow. Người ta cho các bạn chữ B nè. B thì có 6 trường hợp là is, am, are, was, were, been. Rồi, bây giờ chúng ta thấy câu số 3 chúng ta thấy từ if nè. Mượn rồi ha. Chúng ta nhìn ra phía sau. Rồi, các bạn thấy ở sau là would cộng với 1. Thì đây chính là if loại 2 đã được học ở chương trình lớp 10. If loại 2 thì ở phía dưới, phía trước là thì quá khứ nha. Còn ai mà khi mà động từ to be á thì các bạn được dùng were cho tất cả các trường hợp. Chủ ngữ số nhiều hay số ít thì chúng ta cũng được sử dụng là were trong câu if và câu ước. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4. Chúng tôi ở đây for a long time, rất lâu rồi. Người ta cho chúng ta từ sống nè. Trong câu mà các bạn cứ thấy là for a long time là một thời gian dài rồi. Thì chúng ta dùng thì hiện tại thành nha. Bây giờ we là số nhiều nên chúng ta dùng chữ have. Rồi cộng với 3 lived. Rồi các bạn chọn have lived. Bây giờ chúng ta qua câu số 5. Những bài tập này phải gì đó bởi sinh viên của tôi. Thì các bạn dịch như vậy các bạn thấy có chữ by nè, là bởi nè. Và chủ ngữ là vật đứng đầu nè. Thì đây chính là câu bị động ha. Rồi, bị động của modal verb có chữ must. Thì phải có chữ be trên kính giữa và cộng với 3. Tất cả các modal verb bị động đều như thế này nha các bạn. Rồi, must be finished. Phải được hoàn thành. Chúng ta đã xong phần
chia thì của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong muốn được ủng hộ kênh của tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm phần tiếp theo, phần sửa lỗi sai. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt các bạn.